máy tính bảng là laptop của Microsoft có tên là Surface, có cái chân chống nữa nè. Phía trước phía sau thì có camera. Cái bàn phím này cũng khá là hay luôn. Chúng ta chỉ cần đó đặt vô, nó có 500 nó hút. Thì mình muốn lấy thì lấy thôi, rất là dễ. Cái cục sạc cũng vậy luôn. Đây, nó cũng là 500 nó hút. Chúng ta chỉ cần đặt vô rồi tự động nó hút cái kịch vô thôi chứ không có gì khó khăn hết. Hiện tại thì Windows RT đã khai tử rồi. Bật, nó có cái chân ở phía sau này. Đó. Khá là cứng cáp. Có thể bật cho nó đứng như thế này. Thì cái máy này hiện tại rất là rẻ mọi người, chỉ nằm khoảng dưới 2 triệu thôi. Chủ yếu là để đến Word hoặc là lên mạng thôi. Mình nghĩ là như vậy. Một cái máy nhỏ gọn cũng rất là đẳng cấp nha, rất là sang. Nhìn rất là cứng cáp, nó không phải là một món đồ chơi bình thường đâu. Có một cái máy hơn 8 năm sử dụng mà như vậy thì nó cũng là một cái khoảng thời gian phải gọi là rất là bền rồi. Màn hình cảm ứng thì mọi người có thể kiểu như tablet thì có thể xài thế này. Thực ra thì mình mua cái máy này mình sử dụng đúng một bữa luôn và bán luôn. Mua 1,2 triệu chắc cũng bán lại giá đó thôi. Nhìn chung nó khá là rồ mọi người. Nó rất đẳng cấp danh nhân chứ không phải là một cái thứ vớ vẩn. Nếu cái này chúng ta làm cái viền mỏng lại hơn thì nhìn con này sẽ rất là gọn mọi người. Chúng ta muốn có tư thế thoải mái hơn, không ngồi hay gì bấm là muốn nó thành máy tính bảng thì như vậy. Đặc biệt nó có cảm biến 4 chiều. Chúng ta có thể để đứng như thế này, gọi là để như thế này. Nó tự nó xoay lại mọi người. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, gặp mọi người những video sau nha, bye bye.